Một cảnh sát viên thành phố New York tên là Misodis Familia bị bắn chết vào sáng sớm ngày thứ Tư ngay trong chiếc xe RV được dùng làm bộ chỉ huy lưu động. Theo giới hữu trách, nghi can tên là Alexander Bonds là một cựu phạm nhân từng than phiền trên mạng về cách ông ta bị đối xử trong tù và đã bắn chết nữ cảnh sát viên New York Cô Familia có 12 năm thân niên trong công vụ với cảnh sát thành phố New York, đang chuẩn bị hoàn tất ca trực tại khu Bronx thì bị hung thủ bắn một phát vô đầu qua cửa bên hành khách. Khi bị cảnh sát chặn lại, Bonds rút ra khẩu súng lục và bị bắn chết tại chỗ. Bonds từng bị 6 năm tù về tội cướp võ trang tại thành phố Syros và được thả năm 2013 với quy định quản chế tới tháng 5 2018.